Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober. Always in my head. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So if you ever leave me, my memory. Ra keo. Gen bi toàn rồi. Dạ để ăn rồi. Gen bi. Rất nhiều các em, rất nhiều các em được bất thường cai khó nhai lắm. Ôi, ấm khóc kì. I wish that our love was just like in the movies. Có thể anh em chưa đoán đúng bất kỳ một con số nào ở trong cái danh sách này. Đấy. Bắt đầu anh em đoán đúng 1-2 số rồi. Đã có 2 bạn đoán đúng 2 số. Đấy, mỗi bạn đoán đúng 1 số. Anh em có thể gọi là nhờ cái manh mối đấy để có thể tìm ra được 2 con số là số nào. Có một bạn đoán đúng rồi. Có một bạn đoán đúng rồi nhá. Số cuối cùng là số 06. Số cuối cùng là số 06 dành cho bạn đoán đúng ở đây là bạn Thành Nguyễn Quang. Đầy đủ chúng ta là như thế này. Luyện như này chả mấy mà lên tay. Đúng rồi, bạn đoán đúng bất ngờ còn đâu. Nay cháu học vào muộn à, nay cháu bỏ lỡ rất nhiều màn giao đấu hay. Luôn. Thẻ Ghana nha các em nhé. Hết thẻ cào chúng ta sẽ đến phát gift code. Hết gift code thì đến phần quà 599 cường tặng Chrono. Xong rồi thì ngủ. Anh em có muốn ngồi tâm sự tí, tâm sự không đi ngủ. Ngoài khả năng là chắc là đi ngủ thôi, đau họng quá. Rồi. Vang rồi, chúng ta còn chung kết. Chúng ta còn, đây là chung kết của giải trận đấu hot sauce mà anh để vào hôm mùng 1. Khá là phát với chung kết đấu trường Vinh Tồn. 3 ngày khả năng là vẫn kịp để hồi dòng. Là đấu trường Vinh Tồn anh bình luận 2 trận đầu. Mà thôi, máy nó bình luận 2 trận. Đội bình luận viên đông lắm anh em. 2-2 rồi. Rồi. Đoán nào. Anh em mà nhớ tôi sẽ livestream lên tâm sự buổi tối các bạn nữa. Buổi tối tôi như ở 3 ngày, mùng 2, mùng 3, mùng 4. Thì mùng 2, mùng 3, mùng 4 tôi sẽ tâm sự với các bạn buổi tối. Chỉ livestream tâm sự thôi. Được không? Được nhá. Đứa nào biết chính có giống chữ không như kia. Chú Giang à? Đang hư nó nhỉ? Anh em thì thấy chỉ 2 người cho giải thi đấu top mà đã cân được 4 người nha. Cháu xin lỗi. Ôi, cháu tự xin lỗi cháu thấy hòn thực sự. Ok, chắc chắn là chú sẽ đưa cái thẻ này và Giang sẽ không lấy được đâu. Thẻ tiếp theo này. Thiếu 2 số.
Bình về rồi anh em ạ, Lê Bình về rồi. Gặp bất ngờ cài vỡ mồm.
tin không? Giải game Free Fire của bọn em 2 triệu đô, 46 tỷ. Đấy, kiếm đâu nhiều tiền như vậy.